Hai mọi người, hôm nay mình làm clip này để nói về cái từ separate. Separate, à, thì đọc đúng hơn. Bởi vì sao mình lại làm cái từ này? Nó cũng mang nghĩa là chia tách. Đấy, trong hôn nhân đó là ví dụ là ly thân. Mình làm cái từ này bởi vì nó là một trong những cái từ mà đánh vần khó nhất trong tiếng Anh, cực cực kỳ khó. Bởi vì sao? Thì như chúng ta đã biết là separate nó ghi thế này, nhưng chúng ta sẽ nhầm lẫn cách ghi bằng hai từ này. Đây, chúng ta sẽ ghi sai. Đây, đó là hai chữ A ở giữa, nhưng người có thể là viết nhầm thành ERAR hoặc là ARE. Đây, cực cực kỳ khó, không phải chỉ riêng chỉ người Việt Nam mà còn ngay cả người nước ngoài nữa. Vì nếu chúng ta không viết nhiều, nhưng mà câu hỏi đặt ra là liệu viết nhiều có thể giúp chúng ta nhớ được không? Riêng quan điểm cá nhân của mình thì no, never, không bao giờ. Nhưng quan điểm cá nhân của mình thì nhé. Bởi vì sao? Bởi vì bạn không thể bao giờ bạn gặp nó được để mà luôn luôn nhớ được. Vì vậy mình đã phải dùng đến cái mẹo đấy, cái mẹo để mà nhớ. Làm sao để nhớ đây là có hai chữ A mà không phải EA hoặc mà không phải AE. Đấy. Cái mẹo ở đây là gì? Đấy. Mẹo ở đây đó là mình thay hai chữ A này bằng cái chữ A cộng. Đấy. Rồi mình sẽ đẩy cho nó lên một chút. Đây. Thì nó giống tô xanh một chút. Này. Đấy, và đây là cái mẹo nhớ của mình. Separate. Thì mình đã cố tạo ra một cái mặt người. Đấy, các bạn thấy những cũng khá là thú vị đúng không? Cái chữ R này là cái sống mũi này. Đấy, và hai chữ A là hai bên má. Hoặc là hai cái kính mắt mắt gần. Đấy. Thì đấy là cái mẹo để mình không bao giờ mình quên được. Đấy, một trong những cách học gọi là dùng sự sáng tạo. Đấy. Thì cái hình ảnh đấy luôn luôn nó ấn vào đầu mình. Đấy. Và mình không bao giờ mình phân biệt, à, phải nói, phải phân vân viết sai hay viết đúng. Và đó là cái mục đích chính hôm nay để mình làm cái clip này, để giúp mọi người viết cái từ separate không bao giờ sai. Khi mà bạn nhìn vào cái hình ảnh này, bạn sẽ khi mà bạn bị ấn tượng bởi hình ảnh này ấy, thì khi bạn đọc, bạn nên phải đọc nhiều tiếng Anh, đọc nhiều tiếng Anh mà, thì bạn sẽ cái hình ảnh của cái từ này ở đây sẽ đập vào cái từ mà separate mà bạn đọc ở trong news, đấy, trong bất cứ chỗ nào. Đó là nguồn gốc cho các bạn sau này viết không bao giờ sai. Đấy. Ok, thì hôm nay mình chỉ làm một cái clip ngắn như vậy thôi. Đấy, thì hy vọng qua clip này mình sẽ giúp những cái người mà đầu óc trí nhớ kém giống như mình thì có thể viết AL nói riêng hay là viết tiếng Anh nói chung không bao giờ viết nhầm, đánh vần sai cái từ separate. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.